Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta cùng đi vào bài 15 trong quyển sách giáo khoa toàn 4 bộ sách kết nối. Đó là bài làm quen với dãy số tự nhiên. Các em quan sát ở trên bảng này, chúng ta có dãy số từ 0 đến 10. Và cái dãy số này người ta gọi là dãy số tự nhiên. Trong dãy số tự nhiên thì chúng ta có số bé nhất là số 0 và chúng ta sẽ không xác định được số lớn nhất. Bởi vì là 10 rồi sẽ đến 11, 12, 13, 14 đúng không? Có rất là nhiều các số lớn hơn nữa. Như vậy chúng ta cứ cộng thêm 1 thì chúng ta lại được một số mới, có phải không? Đây, các số 0, 1, 2, 3, chấm 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 là các số tự nhiên. Các em nhớ cho cô, các số tự nhiên thì nó sẽ được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn tạo thành dãy số tự nhiên. Như vậy dãy số tự nhiên là gì? Dãy số tự nhiên nó bao gồm các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Số 0 là số tự nhiên bé nhất là số 0. Và chúng ta không xác định được số tự nhiên lớn nhất. Đấy, trong dãy số tự nhiên, hai số tự nhiên liên tiếp nhau thì hơn kém nhau một đơn vị. Ở đây thì người ta có biểu diễn các cái số tự nhiên ở trên tia số. Bây giờ các em cùng cô chúng ta làm một số các bài tập sau. Số này là số 1 triệu. Số 1 triệu là số tự nhiên lớn nhất đúng hay sai? Các em đọc ở phía bên trên này, không có số tự nhiên lớn nhất. 1 triệu các em cộng thêm 1 thì bằng 1.001, đúng không? Như vậy rồi đến 1.002. Đấy, có rất là nhiều các số lớn hơn nữa, chứ không phải số 1 triệu là số lớn nhất. Chúng ta không có số tự nhiên lớn nhất. Ở đây người ta lại bảo là số 1 triệu là số lớn nhất. Cái này là một ý sai. Dãy số 1, 2, 3, 4, 5, chấm 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 là dãy số tự nhiên, đúng hay sai? Câu này nhiều bạn làm sai này. Câu này là nhiều bạn trả lời bị sai đấy. Nhiều bạn bảo là phải có chữ số 0 đứng ở phía trước thì nó mới là dãy tự nhiên. Thế ở đây cái dãy số 1, 2, 3, 4, 5 không phải là dãy tự nhiên thì nó là dãy số gì đây? Đây là bao gồm các số tự nhiên đây kem. Kem đọc nhá. Dãy số tự nhiên thì nó bao gồm các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Chứ không bắt buộc là phải có số 0 ở trong đấy. Đúng không? Như vậy, cái dãy này 1, 2, 3, 4, 5, đây là các số tự nhiên và đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như này. Thì đây rõ ràng nó là dãy số tự nhiên. Đây là một đáp án đúng. Bởi vì nó bao gồm các số tự nhiên nên thế. Đúng không? Bao gồm các số tự nhiên và các số tự nhiên này. Đây này, các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn thì nó tạo thành dãy số tự nhiên. Đấy, chứ người ta có bảo là dãy số tự nhiên phải bắt buộc là có chữ số 0 trong đấy đâu. Đúng không? Rồi, số đầu tiên của dãy số tự nhiên là số 0. Đây, các em nhìn này. Ví dụ cái dãy này là dãy số tự nhiên. Có phải là số đầu tiên trong đó là số 0 không? Có phải không? Số đầu tiên trong cái dãy này là số 1. Cái số 0 nó là số tự nhiên bé nhất, chứ không phải là số tự nhiên đầu tiên trong một dãy. Trong một dãy, dãy này là dãy số tự nhiên lớn hơn 0. Chúng ta có thể có một dãy số tự nhiên, ví dụ như các em lấy các số 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, chấm chấm chấm. Dãy đấy cũng là dãy số tự nhiên. Và trong cái dãy đấy là cái số đầu tiên của cái dãy mà cô vừa đọc ấy là bắt đầu từ số 10. Nó là các số tự nhiên lớn hơn 9, đúng không? Như vậy thì dãy số tự nhiên không phải là lúc nào cũng bắt buộc là có chữ số 0. Chúng ta chỉ biết là số 0 nó là một số tự nhiên và số 0 là số tự nhiên bé nhất, chứ không phải là số 0 là số đầu tiên ở trong dãy số tự nhiên. Hai cái này khác nhau nhá. Này, số tự nhiên bé nhất là số 0, chứ không phải là số 0 là số tự nhiên đầu tiên. Ví dụ như các em đã chọn đáp án B này là đáp án đúng, đúng không? Và trong cái dãy này có số 0 không? Số 0 có phải là số đầu tiên trong dãy này không? Không, đây này, số đầu tiên nó lại là số 1, đúng không? Như vậy, cái số đầu tiên là cái số mà khi các em thấy các em viết một dãy số ra, cái số đứng ở vị trí đầu tiên khi mà các em viết ấy, thì nó phụ thuộc vào cái dãy mà các em viết, đúng không? Còn cái số 0 này là số bé nhất cơ, chứ không phải là số đầu tiên. Vậy ở đây đáp án này là đáp án sai. Số liền trước của một số bé hơn số liền sau của số đó hai đơn vị. Cái này đúng hay sai? Số liền trước của một số, này, số liền trước của một số bé hơn số liền sau của số đó hai đơn vị. Cô ví dụ, cô có số 2. Cô
Cô có số 2 thì số liền trước là của số 2 là số mấy? Là số 1, đúng không nào? Số liền sau của số 2 là số 3. Có đúng không? Như vậy, số liền trước của số 2 là số 1 này thì bé hơn số liền sau của số đó, tức là bé hơn số liền sau của số 2 là số 3 đấy. 1 bé hơn 3 có phải là hai đơn vị không? Như vậy cái này là một đáp án đúng nhá. Đúng. Các em lấy ví dụ cụ thể ra. Đấy, ví dụ cô có một số là số 2 thì số liền trước của nó là 1. Số liền sau của cái số 2 này chính là số 3. Như vậy cái số liền trước bé hơn số liền sau của số đó. Này, số liền trước của một số này bé hơn số liền sau của số đó hai đơn vị. Như vậy số 1 sẽ bé hơn số 3 là hai đơn vị. Đây người ta đang hỏi số liền trước của một số bé hơn số liền sau của số đó chứ không phải là bé hơn số đó. Đấy. Nên là các bạn đọc phải chú ý không có lại làm sai nhá. Bây giờ chúng ta chuyển tiếp sang bài tập tiếp theo. Có bài tập số 2 như sau. Tìm số liền trước của các số sau. Muốn tìm số liền trước thì các em lấy số đã cho, các em trừ đi một đơn vị. Số liền trước của 81, lấy 81 trừ đi 1 bằng 80. Số liền trước của 1991, các em lấy số này này, các em trừ đi 1 thì bằng 1990. Số liền trước của số này thì các em sẽ lấy số này các em trừ đi 1 thì bằng 2044. Muốn tìm số liền trước của số 10.000, các bạn sẽ lấy số 10.000 các em trừ đi 1 bằng 9999. Chuyển tiếp sang bài tập cuối cùng, bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong, các em hãy dừng lại tiếp tục làm xong. Yêu cầu các em sắp xếp số dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn. Trong các số này thì chúng ta có cái số này là số có 5 chữ số, nó sẽ là số lớn nhất này. Đây là số có 4 chữ số thì các em sẽ so sánh các cặp số theo thứ tự từ trái sang phải. Đấy. Ở vị trí hàng nghìn đều là chữ số 9 này. Vị trí hàng trăm ở đây là 9, đây là 6, đây là 9, như vậy số này sẽ là số nhỏ nhất. Như vậy, số nhỏ nhất là 9666. Tiếp theo đến 9998, 9999 và số cuối cùng ở đây là số lớn nhất là số 10001. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được tiết 1. Tiết 1 của bài số bài này là bài số 10 15 à. Ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí ở trên kênh thì các bạn hãy nhớ là nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Một lần nữa cô cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.